Nè. Câu 1 nè. Câu 1. Bài A nha mọi người. 7x nè trừ 12 cộng 5x bằng bằng 6. Thì bài này quá dễ đúng không ạ? Và cái bước đầu tiên các bạn hay thiếu nè, khi có dấu bằng thì cái dấu này là dấu tương đương nha mọi người. Được chưa? Rồi, ở trước mặt có dấu trừ trong đổi dấu nè. Đó, trong đổi dấu. Bằng bằng 6. Sau đó hai thằng này các bạn cộng lại nè. Không biết thì các bạn hãy lấy máy tính bấm 7 trừ 7 7 trừ trừ 5 bằng là ra 2, viết lại phần phần biến ra 2 2x trừ 12 nè, viết lại nè bằng bằng 6. Sau đó các bạn mang 12 qua đây giúp lợi. Vậy sẽ là 2x bằng 6 cộng 10 12. Vậy 2x sẽ bằng 10 18. Vậy tương đương nhân nè, chuyển qua đây thành thành chia nha các bạn. Vậy x bằng bằng chỉnh. Và các bạn kết luận vậy S bằng bằng chỉnh. Được chưa ạ? Nhưng trước khi kết thúc các bạn hãy bấm y chang cái đề giúp lợi để kiểm tra xem coi cái nghiệm mình giải có bị đúng hay không nha. Thì các bạn bấm đề nè. Các bạn bấm đề giúp lợi nè. Bấm y chang nha. Các bạn bấm y chang nè. Bấm y chang nè. 7 alpha x trừ mở ngoặc 12 cộng 5 alpha x đóng ngoặc bằng mấy à? Thì các bạn không được bấm dấu bằng này nha các bạn. Các bạn bấm alpha nè, bằng ở đây nè, 6. Sau đó các bạn bấm bấm muốn giải đúng không? Thì bạn bấm shift solve và bằng. Rồi vậy ra x bằng chính nè các bạn thấy không ạ? Và các bạn kiểm tra lại đây bằng bằng chính, vậy mình đúng và mình ok nha mọi người.